14 năm nuôi chí nguyện, sống trong lo sợ, hồi hộp, chịu nhiều quan trái. Cơ hội chỉ đến không bao giờ. Trong giờ giây phút này, hương trinh rung lên khi hình tướng tiều tụy của phụ hoàng nhìn mẹ con lần cuối cùng. Nàng nóng bừng đôi má và câu thang của tiên vương kẻ thù làm tan nát gia đình, tan nát hạnh phúc của nàng. Nàng nằm sờ sờ trước mặt tiên vương, đang mỉm cười sung sướng vì thấy nàng không kém con trai. Nhưng than ôi, lưỡi kiếm sát vào, vừa ra khỏi vỏ thì bóng mẫu hậu hiền diệu hiện ra. Mẹ là Phật tử, được tắm trong bể cả từ bi. Mẹ không muốn nuôi con chí nguyện thù. Nghe cha thì bỏ mẹ, nghe mẹ thì phụ cha. Hai chí hướng trái ngược của mẹ và cha giằng co trong lòng người con có hiếu. Tay bủng rủng, nàng cảm thấy thanh kiếm nặng nề cầm trong không muốn nổi. Nhưng hình ảnh của tiên vương lại hiện ra. Hai cánh tay người cha yêu quý bị kẻ thù chối chặt. Nàng còn bé, nắm áo mẹ đứng xa xa. Mẫu hậu vì khóc to đã bị lính nạt nộ. Nét mặt của phụ hoàng thì tiều tụy, tiếng than đầy uất hận. Tâm trí nàng lần lần bình tĩnh lại. Hương trinh nhìn lại Đại Lâm, một ông già gần 60 tuổi, chòm râu đế vương, điểm hoa râm ti hãnh diện vươn lên. Nhưng giấc ngủ vô minh đã làm cho con người thành thay chết. Nàng nghĩ, nếu ta hại người thất thế, thật không phải là khí tượng anh hùng. Và lại nghe vàng đã dày dò tâm trí của kẻ anh hùng không ít, mà thời giờ cũng tàn phá sức lực ông đã nhiều rồi. Đợi gì ta phải giúp thời gian kết liễu đời ông. Thôi, tha cho ta đi. Giấc ngủ nặng nề vì nặng nhọc, nắng bức. Đại Lâm nằm nhừ, mồ hôi nhĩ nhảy, ông ú ớ trong mơ. Hương trinh tra kiếm vào vỏ. Trước vua dậy, tâu chúa thượng đường về hạ thần đã làm ra. Tâu chúa thượng
đường về hạ thần đã tìm ra. Vua bàng hoàng mở mắt, ồ, may quá. Quả nhân vừa thoát cơn ác mộng. Vua quẹt mồ hôi, tiếp quả nhân mơ thấy con gái cựu hoàng vác kiếm đuổi trẫm. Lã Thiên Đình buông mắt nhìn xa, trong nét thu ba của vị anh hùng căng quắc. Đượm một vẻ buồn khó tả, chàng nhìn vua, hoa danh, bệ hạ lừng lẫy bốn phương. Một người con gái đuổi bệ hạ sợ chạy sao? Vua vuốt râu chữa thẹn. Ừ, mộng mị nhiều khi biến tướng. Lệ Tiên Đình nghiêm nét mặt. Nhưng giá như thật, con gái không thật, thấy lớn quá nhỏ, nhỏ quá lớn, vân vân. Công chúa, tính chuyện phục thù thì chúa thượng nghĩ sao? Linh tính đế vương cũng có một phần nào trong con người ấy. Đại Lâm ngờ vực nhìn Lã Thiên Đình. Thấy vua thất sắc, chàng thương hại rồi như một nhà hùng biện. Tiên Đình đứng lên kể hết sự tình. Vua hoảng hốt kinh ngạc và cảm động trước cử chỉ cao thượng của Hương Trinh và đức độ từ bi của cụ hoàng hậu. Thần lương tâm đã trở về với con người tham vọng. Đại Lâm như một tội nhân. Ông quỳ xuống, quả nhân còn biết nói sao cho hết sự ăn năn của tội ác. Thôi, giờ đây chậm xin giao lại đất nước để công chúa lên ngôi. Tiên Đình vội đỡ vua dậy. Bệ hạ yên tâm, tôi sẽ đưa đường ngài về đến phục vụ muôn dân. Còn đất nước là của chung. Ngài làm cũng như tôi, nhưng tôi chỉ phi ngài. Muốn củng cố giang sơn phải triệt để thực hành là phước thiện. Thưa ngài, lấy nhân ái để giữ gìn đất nước là chí khí, là khí tượng của thánh quân. Lấy bảo tàng duy trì ngôi báo và hành động của bảo chúa. Đại Lâm cúi đầu ngượng ngạo, ông thở dài. Tiên Đình tiếp. Bệ hạ đừng ngại. Trong khế kinh dạy, có hai hạng người được Như Lai tán thán. Một là người nên không bao giờ gây tội ác. Là người trót làm tội ác, rồi biết sợ nhân quả mà ăn năn, nguyện chừa bỏ
mà lấy công chuộc tội. Thi ân, cứu khổ cho mọi người vân vân. Cả hai điều được gọi là đại trượng phu. Hối hận, hổ thẹn, cảm động, kính phục, xáo trộn trong lòng của hoàng đế. Đại Lâm bơ phờ ngẩn nhìn lão Thiên Đình với tấm lòng tri ân. Trên đường về lại song song hai ngựa, nhưng chúa tôi hai dòng tư tưởng khác nhau. Buổi thiết triệu hôm nay sao mà buồn bã thế? Quân vương bâng khuâng như mất đi một vật gì quý báu. Mọi người cũng đều mặc cảm như thiếu một cái gì quen biết lâu nay. Nhưng khi câu chuyện Lã Tiên Định và công chúa Hương Trinh đã công khai, khi hoàng đế Đại Lâm kể lại, thì báo quan đều chưng hửng cũng như sự kinh ngạc và cảm động. Kính phục chí khí đức độ của vị nữ anh hùng. Đại Lâm tiếp: thật thế, chỉ có lấy ân mà trả quán thì quán mới tiêu. Lấy quán, trả quán thì quán kết thêm nhiều. Nếu công chúa chiêu binh đem về phục thù thì trẫm không bao giờ chịu thua. Nhưng cựu hoàng hậu đã dặn con: lấy nước từ bi dội lên lửa hận. Thì quả nhân há không bằng một nữ nhân sao? Vậy trẫm cũng nhờ giọt nước từ bi rửa sạch lòng tham vọng. Thôi, giang sơn trả về cho công chúa. Phiền các khanh ra dinh quan võ hộ giá thỉnh người vào đây. Bá quan nôn nã ra đi. Nhưng đến nơi thì cửa văn phòng đóng chặt, thanh bảo kiếm của Tiên Đình thường mang đã treo sẵn trước cửa. Là câu trả lời dứt khoát việc không có mặt của nàng. Phải chăng Hương Trinh biết trước nên nàng đã yên lặng giả từ ngai vàng để đi tìm một cái gì cao đẹp hơn? Lấy quán thù đáp quán thù. Quán thù không dứt, niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu gọi tình yêu, sóng lên một gợn thủy triều liền dâng. Tôn giả Bạc Đà Lợi: không phải lúc nào thuyết pháp Đức Phật cũng được gọi người quan hỷ tín thọ phụng hành. Đôi khi ngài phải đương đầu với những kích bác của ngoại đạo, và ngay trong chúng tỳ kheo đệ tử đương thời của ngài cũng có nhiều vị không quan hỷ.
nhất là khi Ngài đưa ra những học thuyết hay giới luật họ khó thực hành vì còn nhiều ngã ái. Nhưng chính trong những dịp này, chúng ta mới được thấy rõ đức bình tĩnh của Đấng Thiên Nhân. Ngài không bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn đối với những kẻ cứng đầu. Một thời khi Đức Thế Tôn ở vườn Viên Tịnh Xá, Ngài gọi các tỳ kheo bảo: "Này các tỳ kheo, hãy ăn chỉ một bữa trong ngày, chỉ ngồi ăn một lần rồi thôi. Nhờ ta chỉ ăn một bữa trong ngày, ngồi ăn một lần, ta cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và yên vui. Do vậy, này các tỳ kheo, các ngươi chỉ nên ăn một lần, thì sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và an vui." Khi nghe vậy, Tôn giả Bạc Đà Lợi bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, con không thể chỉ ăn một bữa, ngồi ăn một lần, Cháp 33. Ăn như vậy, con sẽ thấy phiền não, hối tiếc, ân hận, mất sức và buồn rầu. Vậy này, Bạc Đà Lợi, khi nào ăn, mời ngươi hãy ăn tại chỗ một ít, còn một ít đem về để ăn sao? Ngươi có thể ăn như vậy mà sống qua ngày được không?" "Bạch Thế Tôn, con cũng không thể làm được." "Thế Tôn, ăn như thế, con cũng cảm thấy là nối tiếc, ân hận. Trong mùa an cư ấy, Tôn giả Bạc Đà Lợi luôn luôn lánh mặt Phật vì đã không chấp hành học giới đức độ và Đức Đạo Sư chế định cho chúng tỳ kheo. Đến thăm viếng, những vị này đang ngồi mai một tấm y tăng già lê cho Đức Thế Tôn. Khi thấy Tôn giả Bạc Đà Lợi, chúng tỳ kheo nói: "Tấm y này đang làm cho Đức Thế Tôn sau khi làm y xong, Thế Tôn sẽ du hành. Hiền giả hãy suy nghĩ lại về trường hợp vi phạm học giới của hiền giả. Để đến sám hối với Đức Đạo Sư,
chớ để về sau lại càng khó khăn cho hiền giả. Thưa vâng, chư hiền. Tôn giả Bạc Đà Lợi vâng lời, chúng tỳ kheo đi đến Đức Đạo Sư đảnh lễ và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con. Con thật ngu ngốc, thật si mê, thật bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo từng hành học giới đã được Thế Tôn chế định, thì con lại tuyên bố mình bất lực. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận cho sự sám hối của con để có thể ngăn chừa trong tương lai. Này Bạc Đà Lợi, đúng như vậy, một lỗi lầm đã chiếm đoạt ngươi. Ông thật ngu ngốc, si mê, bất thiện khi tuyên bố sự bất lực của ông đối với học giới. Này Bạc Đà Lợi, trong thời gian ấy, ông đã không ý thức được rằng Bậc Đạo Sư đã biết ta là Bậc Tỳ Kheo không thực hành được giới trọn vẹn. Ông không ý thức rằng một số đông Tỳ Kheo đến an cư tại xá vệ sẽ biết mình là một Tỳ Kheo không thực hành trọn vẹn học giới. Ông không ý thức rằng một số đông Tỳ Kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ đã biết đến một thượng tọa Tỳ Kheo là Bạc Đà Lợi. Là đệ tử của Sa Môn Gotama, không thực hành trọn vẹn học giới. Bạch Thế Tôn, thật sự là một lỗi lầm đã chiếm đoạt con. Mong Thế Tôn nhận cho sự sám hối của con để có thể ngăn chừa trong tương lai. Này Bạc Đà Lợi, khi một vị tỳ kheo đã chứng câu phần giải thoát hay tệ giải thoát, hai thân chứng hay kiếm đạo hay tính thắng giải, hai tỳ pháp hành, hai tỳ tính hành. Khi một vị đã chứng được trong bảy địa vị ấy, được ta bảo rằng hãy lấy thân mình làm cầu chạy cho ta đi trên đám bùn, vị ấy có vâng lời hay là tránh né? Bảo không. Bạch Thế Tôn, vị ấy vâng lời. Này Bạc Đà Lợi, vậy ông là gì? Trong thời gian ấy mà cãi lời ta. Ông đã chứng câu phần giải thoát hay là tệ giải thoát? Hay thân chứng, hay kiến đạo, hay tính thắng giải? Tỳ pháp hành, tỳ tính hành, Bạch Thế Tôn
không? Vậy có phải ông là kẻ rỗng tết mà lại ương ngạnh không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận cho sự sám hối của con để ngăn chừa về sau. Này Bạc Đà Lợi, vì ông thấy rõ lỗi lầm và như pháp phát lộ, ta sẽ chấp nhận cho ông. Vì rằng, này Bạc Đà Lợi, như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật. Bậc Thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy phải như pháp phát lộ và ngăn chừa trong tương lai. Này Bạc Đà Lợi, như một vị tỳ kheo trong thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư, thì dù vị ấy sống trong rừng núi Hoang Vu với hy vọng chứng được pháp môn hơn người, vị ấy cũng không chứng được vì bị đạo sư quở trách. Các vị đồng phạm hạnh có trí quở trách, bị chư thiên quở trách, và tự mình cũng quở trách. Nhưng này Bạc Đà Lợi, nếu vị tỳ kheo nào thực hành trọn vẹn giới luật trong giới pháp các bậc đạo sư, thời vị ấy có thể chứng được các pháp thượng nhân, vì vị ấy không bị đạo sư quở trách, không bị chư thiên quở trách, và không bị chính mình quở trách. Vị ấy có thể chứng sơ thiền. Nhị thiền, tam thiền, cho đến tứ thiền. Và với tâm định tĩnh, thuần tịnh vô nhiễm, vô phiền não, nhu nhiến, dễ sử dụng, vị ấy hưởng tâm đức trúc mạng minh, nhớ được nhiều đời trước của chúng sanh, biết người hạ liệt, kẻ cao sang đều do hạnh nghiệp của chúng. Vị ấy có thể hướng tâm đến lậu tận trí, trừ được dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nhờ đã thực hành trọn vẹn các học giới trong giới pháp bậc đạo sư. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì
có người được chúng tăng giải tội một cách mau chóng, có người lại không. Này Bạc Đà Lợi, nếu một vị tỳ kheo thường phạm giới tội, khi bị xử tội lại tỏ ra bất phục, không có thiện chí sửa đổi, vị ấy không được giải thoát mau chóng. Nếu vị tỳ kheo ít khi phạm giới tội, nhưng khi phạm thì bị chúng tăng cử tội, lại tỏ ra phẫn nộ, bất mãn, thì chúng tăng cũng không giải tội mau chóng. Nếu vị tỳ kheo thường phạm giới tội, khi bị cử tội tỏ ra ăn năn lỗi lầm, vị ấy được giải tội mau chóng. Nếu vị tỳ kheo ít khi lỗi lầm, nhưng khi bị cử tội lại ăn năn. Nhưng khi một vị tỳ kheo chỉ còn sống trong tăng chúng với chút ít lòng thương, chút ít lòng tin, thì tăng chúng không kết tội người ấy, vì không biết chút ít lòng thương còn lại nơi vị ấy. Này Bạc Đà Lợi, cũng như người chỉ còn một con mắt, thân bằng quyến thuộc của người ấy sẽ lo bảo vệ con mắt còn lại của người ấy, không để cho nó bị đoạn diệt. Tăng chúng đối với tỳ kheo chỉ còn chút ít lòng tin cũng thế. Do nhân duyên ấy, có khi chúng tăng giải tội mau chóng, và có trường hợp chúng tăng không biết tội một vị tỳ kheo khi vị ấy chỉ còn một ít tình thương đối với chúng tăng. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao ngày xưa học giới ít mà có nhiều tỳ kheo ngộ nhập chánh trí, còn ngày nay học giới nhiều, tỳ kheo nhập chánh trí rất ít? Này Bạc Đà Lợi, khi diệu pháp sắp diệt thì học giới nhiều mà tỳ kheo ngộ nhập thì ít. Khi hữu lậu pháp chưa sanh khởi trong tăng chúng thì bậc đạo sư không chế giới làm chi? Chỉ khi hữu lậu pháp sanh khởi, bậc đạo sư mới chế giới luật để đối trị. Khi nào thì hữu lậu pháp sanh khởi? Ấy là khi tăng đoàn lớn mạnh, đông người, khi tăng chúng có nhiều quyền lợi, khi tăng chúng bắt đầu có danh tiếng, khi tăng chúng bắt đầu đạt tới đại vị kỳ cựu, khi ấy bậc đạo sư mới chế định giới luật để đối trị với pháp hữu lậu ấy. Này Bạc Đà Lợi, khi các người còn số ít
Ta đã giảng thí dụ cho người tốt. Người có nhớ không? Bạch Đức Thế Tôn: Không. Bạch Đà Lợi: Tại sao vậy? Bạch Đức Thế Tôn: Bởi vì trong một thời gian dài, con đã không thực hành trọn vẹn các học giới trong giáo pháp của Phật Đạo Sư. Bạch Đà Lợi: Không những chỉ có vì như vậy mà thôi, còn vì lý do này nữa, là trong khi ta thuyết pháp, ngươi không có để tâm chú ý, không nghe pháp, khác với cả hai lỗ tai của ngươi. Vậy ta sẽ giảng lại cho ngươi, hãy nghe và suy nghiệm cho kỹ. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Này Bạc Đà Lợi, như người luyện một con ngựa tốt, trước hết phải tập cho nó quen với dây cương. Khi nó đã thần phục với dây cương, lặp lại cho nó quen với dây ngựa. Kế đó quen với sự diễn hành, rồi tập đi vòng quanh, đi bằng đầu móng chân. Phi nước đại, chơi các trò vương giả. Phi nước đại, chơi các trò vương giả, vương lực, tốc lực và tối thượng, và cuối cùng trang sức đẹp đẽ cho nó. Con lương mã trở thành là một báu vật của vua chúa. Cũng vậy, này Bạc Đà Lợi, một tỳ kheo thành tựu 10 pháp thì trở thành người đáng cung kính, cúng dường. Ấy là thành tựu vô học, chánh chi kiến. Vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Này Bạc Đà Lợi, một vị tỳ kheo thành tựu 10 pháp này sẽ là phước điện vô thượng của thế gian. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng, Tôn giả Bạc Đà Lợi hoan hỷ tín thọ thời Thế Tôn dạy. Chúc phúc mọn hôm nay gần bóng Phật, con nghe như dịu dịu một mùi hương, và phảng phất một tình thương im ấm. Qua quyết quảng rộn ràng dân mạch sống, con tự nhủ qua rồi cơn ớt mộng, và theo ngài vượt khỏi bến trầm luân. Xin cho con một tiềm lực tinh thần để vượt thẳng giữa trần ai phiền não, mở mắt chim bao. Thở xưa có một chú sa di tên là Tăng Hộ xuất gia cùng thầy tế độ một vị A-la-hán, nguyên là cậu ruột của chú.
Hôm nọ, tăng hộ được thí chủ dâng cúng cho hai sấp vải thật đẹp. Chú mừng lắm, định đem về dâng thầy để tỏ lòng biết ơn và kính mộ của mình. Ngờ đâu, khi mới mở lời, ông thầy của chú đã gạt phát đi. Thôi, ta đã bay y rồi. Con hãy giữ lấy mà xài. Hoặc dân cúng vị nào còn thiếu. Chú tăng hộ năn nỉ lấy ba lần, nhưng thầy chú vẫn một mực từ chối. Tăng hộ đâm ra buồn rầu, bực bội và đứng quạt hầu cho thầy. Chú vừa để lòng tư tưởng trôi lan man. Mình cứ cố vô thân, chẳng có ai để nương tựa. Chỉ có cậu mình là người thân nhất trên đời. Vậy mà cậu cũng không nương tha. Vậy ta còn sống ở đây làm chi? Cho bận lòng của ổng, ta đã năn nỉ ổng lấy ba lần mà ổng không cứ lạnh lùng từ chối. Thôi, ta đi khất thực cho rồi. Nhưng ta đi đâu bây giờ? Lấy gì mình sinh sống? À, phải rồi, mình sẽ bán hai sấp vải, lấy tiền mua một con bê. Để nuôi, hàng ngày mình dắt bê đi ăn cỏ bên vệ đường và thanh nhàn, vừa ít tốn kém. Loài thú này sanh sản rất mau, nên chừng vài năm là mình đã có cả một bầy gia súc. Mình sẽ bán bớt đi để tạo nhà cửa, ruộng đất, giường chõng. Đồ đạc trong nhà cho khang trang. Và đến lúc trưởng thành, mình sẽ cưới một cô vợ. Khi đứa con đầu lòng chào đời, mình sẽ bế nó đến quy y với cậu mình. Thằng bé mới kháu kỉnh làm sao? Đường xa trời nắng, ngó bộ mụ vợ đã mỏi tay, ta bảo đưa thằng cu anh bế cho. Nhưng nó không nghe, cứ dành ẩm trên tay. Bất chợt mụ vợ vấp một rễ cây, thằng bé đứt xuống đất. Giận quá, ta với lấy một cành cây gõ cho mụ vợ một cái nên thân. Đã bảo đưa cho ta bế,
cho mà cứ không nghe. Cái thứ đàn bà hư, chỉ biết có cãi lời. Dòng suy nghĩ, suy tư của chú Sa Di còn đang tiếp tục trôi chảy như thế thì bỗng nhiên chú nghe tiếng nói điềm đạm của một thầy. Cửa thầy của chú, vị A-la-hán cất lên. Chú, này chú đánh không trúng cái mụ vợ hư thân ấy đâu, mà lại trúng ngay cái đầu trọc của ta rồi. Kêu cái trốc đây này. Căn hộ bừng tỉnh cơn mơ. Chú hốt hoảng co giò chạy, vừa ngẫm nghĩ. Chết rồi, ta nghĩ gì trong bụng, ổng biết hết rồi. Mới chạy cho lẹ mới được. Thấy chú khi không bỏ chạy như ma đuổi, các bạn chú vội vã rượt theo bắt lại được. Đương sự được dẫn tới gặp Đức Phật. Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Ngài an ủi chú tiểu. Này chú, cái tâm của phàm phu thường hay lén lút đi chơi như thế. Nó thường đi rất xa, vô hình, vô dạng. Người thiện trí nên khéo léo như gã mục đồng dùng dây sổ mũi con trâu hoang, dẫn nó về chuồng cũ, chăn dắt đến lúc nào buông lơi dây giàm mà nó không lén đi, đi trong nữa mới tạm yên. Được lời dạy dỗ của Đức Thế Tôn, chú tăng hộ bình tĩnh ở lại tu viện và tu cho đến ngày đắc quả A-la-hán. Tuy lâu lâu chú vẫn bị lâm vào cảnh mở mắt chim bao, nhưng không khi nào chú chở cán quạt gõ vào đầu sư phụ như lần trước, vì chú đã biết cách chăn trâu và cột trâu rồi. Lây hoay đã nửa kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng huyễn vẫn đâu xé lòng. Đại bố thí tại nước Tỳ Xá Ly, trong vườn cây Sa La, Đức Thế Tôn hỏi A Nan: đối với những người đã chứng đắc tứ thần túc thì mạng sống được một kiếp, còn như ta đã chứng đắc tứ thần túc còn phải hành trì giới đức, vậy thì A Nan có biết rằng Như Lai sẽ sống được bao nhiêu chăng? Thế Tôn hỏi luôn ba lần như vậy, nhưng khi ấy A Nan lại ba lần che kín tuệ căn nên vẫn ngồi im lìm, chẳng trả lời cho Phật. Này A Nan, thầy hãy đi vào rừng nơi thanh vắng, tịch tịnh mà tư duy thiền định. Sau khi A Nan đi rồi,
ma ba tuần. Điền Hấp Tấp vô ngay. Đứng trước Phật, bạch với Đức Thế Tôn, Ngài xuất hiện ở đời đã lâu rồi, quá độ vô lượng chúng sanh, làm lợi cho chư thiên và nhân loại nhiều như các sông Hằng. Nay tuổi già yếu rồi, Ngài còn liếng tiếc gì nữa? Hãy vào Niết Bàn cho yên tĩnh thân tâm. Khỏi phiền lụy cho lũ chúng tôi nhờ. Đi Ngài, Ngài hãy vào Niết Bàn đi. Nghe Ma Ba Tần nói vậy, Thế Tôn biền cậy chút đất để trên đầu móng tay, bảo Ba Tần rằng: đất trên đầu móng tay của ta nhiều, hay đất ở trên địa nè, đại địa này nhiều? Dĩ nhiên đất trên đại địa nhiều hơn đất trên đầu móng tay của Thế Tôn rồi. Cũng vậy, Ba Tuần, chúng sanh vô lượng, hằng hà xa chẳng thể tính toán, còn trôi lăn trong ba đường sáu nẻo nhiều như đại địa kia. Còn đối với chúng sanh mà ta đã quá độ thì thương thay đức ít ỏi. Như đất ở trên đầu móng tay này, nhưng nay cơ duyên quá độ đã mãn, giáo pháp ta đã truyền xong, ta sẽ vào Niết Bàn trong vòng 3 tháng nữa, ngươi đừng lo. Ba tuần nghe Phật đã hứa, mừng rỡ rồi lui ra. Khi ấy A Nan vào rừng sâu nơi tịch tỉnh, nhập thiền định nhưng cũng bị loạn động. Chợt thấy một thân cây to lớn che rợp cả hư không, cành nhánh xanh um, trái hoa tươi tốt. Điều thiện ích của cây vi diệu vô cùng. Bỗng nhiên từ đâu thổi đến một trận cuồng phong mãnh liệt, đánh tan tác những chiếc lá xanh tươi, cành nhánh gãy rụng tơi bời, những đóa hoa tơi tả, những chiếc quả vỡ đôi lăn lóc, làm chấn động tinh thần của A Nan. A Nan bừng tỉnh, trống ngực hãy còn dồn dập, toàn thân nổi da gà, sửng sốt bàng hoàng. A Nan thầm nghĩ: cây đại thọ tỏa sợp bóng xanh tươi đã so dịu nổi nắng gió cho mọi người, làm mát cơn nắng hè gay gắt, rồi tại sao lại bị một trận cuồng phong ác liệt đánh tơi tả như vậy? Như Đức Thế Tôn và đấng đạo sư của trời, người làm lợi ích cho chúng sanh, một lòng thương tưởng cho đời,
Cũng giống như Đại Thọ, nay phải chăng Đức Thế Tôn sắp vào Niết Bàn nên đất trời chấn động? A Nan, liền đi thẳng vào tịnh xá, bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con vừa mơ thấy một ác mộng. Trong khu rừng kia có một đầy thọ xum xê hoa lá. Là nơi trú ngụ của muôn chim. Chốn nhà cửa của muôn loài. Vậy mà từ đâu một trận gió thổi tới làm rơi rụng tiêu điều. Có phải chăng là Điềm Thế Tôn sắp vào Niết Bàn? Thật vậy, này A Nan, sau 3 tháng nữa ta sẽ vào Niết Bàn. Vì hồi nãy ta đã nói với thầy là người đã chứng tứ thần túc rồi, có thể duy trì tuổi thọ một kiếp. Còn ta do đức lực tu hành và đã chứng tứ thần thông thần túc vậy. Tuổi thọ được bao nhiêu? Ta đã hỏi 3 lần như vậy, nhưng thầy vẫn im lặng. Nên Ma Ba Tần đã thỉnh ta vào Niết Bàn như sét đánh ngang tai. A Nan chốn vắng quá, lo sợ, buồn, quá buồn khổ. Giờ đây Thế Tôn vào Niết Bàn, chúng sanh biết nương tựa vào đâu? Con mắt thế gian sắp mất rồi. Tin Phật sắp nhập Niết Bàn được truyền ra, hàng đệ tử vị nào cũng buồn bã, lo âu. Thấy vậy Thế Tôn bảo: tất cả mọi vật trên thế gian này đều là luật vô thường chi phối. Nay còn may mất, có cái gì là bất biến nhất định đâu? Ta vì chúng sanh mà thị hiện ra đời, nay sự quá hiện đó đã mãn thì ta vào nơi tịnh mặc. Có gì mà các thầy phải khóc lóc, lo sầu? Điều ta cần lưu ý các thầy là phải chăm lo tu niệm để tự mình giải thoát. Vòng luân hồi sanh tử. Lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất than rằng: than ôi, con mắt của thế gian có đến ngày diệt tận, bóng tối tâm lại bao trùm nhân thế, Như Lai sắp vào Niết Bàn, thật thảm thương cho chúng sanh hết chỗ cậy trông. Rồi quỳ xuống bạch Thế Tôn: kính lạy Đức Đạo Sư Chí Kính, con không nỡ lòng nào để nhìn thấy sự ra đi của Thế Tôn vào nơi tịch mặc vĩnh viễn. Vậy cúi mong Thế Tôn quan hỷ cho con được vào Niết Bàn trước. Này vị thầy trí tuệ, thầy hãy tìm việc gì mà thầy nghĩ là đúng thời. Nhưng thầy biết tất cả
các bậc hiền thánh, rồi cũng đều tịch diệt mà. Nghe Thế Tôn nói xong, Xá Lợi Phất đi quanh Phật ba vòng, cúi lại sát đất, lấy chân Phật để lên ba lượt mà bạch rằng: kính lạy Đức Đạo Sư của trời người, hôm nay lần cuối cùng con xin từ biệt Thế Tôn. Xin Thế Tôn hãy khoan vào Niết Bàn, vì lòng thương tưởng chúng sanh. Nói rồi cúi đầu cung kính lui ra. Xá Lợi Phất trở về La Diệt Kỳ, nơi quan sát Sa Di Quân Đệ Tinh cho vua vào các thân tín đều biết. Khi ấy vua A Xà Thế biết tôn giả Xá Lợi Phất sắp vào Niết Bàn, tự thốt lên rằng: tôn giả Xá Lợi Phất là một kiện tướng trong Phật Pháp. Than ôi, ngày nhập Niết Bàn sao mà sớm vậy? Giờ biết lấy ai chấn chỉnh mọi người, từ vua, quan đến dân chúng ai cũng đều biết là kéo đến vây quanh Ngài và nói rằng: kính lạy tôn giả, xin tôn giả hãy thương xót chúng con. Ngày nào vào Niết Bàn đợi lũ chúng con đây bơ vơ như con mất cha, như gà mất mẹ, chiêu chích ngóng trông, chẳng chốn nương thân, không hề trông cậy, tôn giả hãy đối thương. Các Phật tử ta thương các ngươi lắm chứ? Nhưng đến lúc ta phải vào Niết Bàn, các ngươi chớ buồn, tất cả muôn vật trên thế gian này đều trong định luật vô thường, đều phải tan rã. Vậy các ngươi hãy gieo căn lành, trồng điều thiện lợi, để nhờ duyên lành đó mà sanh ra đời, được gặp Phật tại thế, để chăm tu phước nghiệp, cầu cứu giải thoát sanh tử luân hồi, tùy theo căn cơ quần chúng. Tôn giả đi từ thấp lên cao mà giảng dạy triết nghĩa, an vui, lợi ích khiến cho họ có kẻ đắc sơ quả, có người chứng A-la-hán. Thân tâm vắng lặng, an hòa, lễ tạ rồi lui. Giờ này đã nhập sơ thiền, rồi từ sơ thiền lên dị thiền, tam thiền và tứ thiền. Từ cõi tứ thiền hướng tới vô biên không xứ, rồi từ vô biên không xứ hướng đến vô biên thứ xứ, từ vô biên thứ xứ hướng đến vô sở hữu xứ, từ
vô sở hữu xứ, hướng đến phi hữu, hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, rồi nhập vào định diệt tận và bát niết bàn. Sau khi xá lợi phất, xả báo thân, trời đất rúng động, chư thiên đế thích quyến thuộc hàng trời, mang hương dân hoa cúng dường. Đế thích nhìn thấy báo thân tôn giả mà bùi ngùi. Tôn giả trí tuệ rộng sâu như trời cao, như biển rộng, biện luận ứng cơ mau như chớp nhoáng. Âm thanh như nước chảy, dí định tuệ hoàn toàn là một giọng tướng trong Phật Pháp. Thay Phật để chuyển Pháp Luân, nhưng giờ này Ngài đã bát Niết Bàn rồi. Kể từ đây nhân thiên lại tâm tối, rồi từ thành thị đến thôn quê, người ngoài đông như mở hội. Khoa hương tràng phan bảo cái đợp đường, như có điều rõ nhất là trên đôi mắt của người nào cũng đẫm lệ. Trong lòng âm thầm thương tiếc một bậc tôn túc tuyệt luân, và vào nơi vắng lặng, Phạm Thiên Vương và Tỳ Thủ Yết La cởi xe trời bay xuống. Theo sau là 6 bộ chúng. Đế Thích sai Vĩ Dạ So ra biển lấy gỗ chiên đàn, gỗ ngưu đầu về chất thành một đống. Đổ dầu tô, phóng hỏa thiêu, báo thân, tôn giả ngọn lửa rực lên, như một lần bừng sáng rồi phục tắt. Đốt xong, mọi người đều bái tạ lui về. Chờ cho ngọn lửa nguôi, Sa Di Quân Đệ Tâu Tốn Xá Lợi của thầy và y bác đem về bạch Phật. Kính lại Đức Thế Tôn, thầy con là Xá Lợi Phất đã nhập Niết Bàn, và đây là Xá Lợi Y Bát, xin Thế Tôn chứng minh. Khi ấy A Nan đứng hầu Phật thấy cảm động quá, liền quỳ xuống bạch Thế Tôn: Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc thượng tôn trưởng lão, ấy mà Ngài đã vào Niết Bàn rồi, mai này Thế Tôn lại tiếp tục xả báo thân nữa, thì chúng con còn lại biết nhờ ai? Tuy Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn, nhưng pháp thân vẫn thường hiển hiện. Vì Xá Lợi Phất không muốn thấy ta Niết Bàn nên đi trước ta. Này A Nan, không phải chỉ đời này là như vậy, mà ở đời quá khứ cũng vậy. Thời xưa
đã lâu lắm rồi. Cũng tại Diêm Phù Đề này, có vua tên là Chiên Đàn Bà La Tỳ. Thống lãnh 8 vạn ngàn nước lớn nhỏ. Sáu môn núi sông, 8 môn ức tự lạc ông, có 2 môn phu nhân và thế nữ. Bà thứ nhất tên là Tu Ma Đàn, một vạn khoan đại thần, quan lớn nhất tên là Ma Chiên Đà. 5 năm thế tử, thứ nhất tên là Thi La Bạt Đà. Thành này chu vi ngang dọc 400 do thuần, làm thường bằng vàng bạc, lưu ly pha lê đầy. Trong nước an cư lạc nghiệp, dân chúng vui mừng, sung túc. Một hôm, vua ngồi trên bảo điện, chợt nghĩ như vậy. Người ta ở trên đời được tôn vinh phú quý, chất do là quả báo tu nhân tích đức ở đời trước lưu lại, cũng như kẻ làm ruộng mùa xuân phải mất công cày bừa, gieo mạ cấy lúa tới mùa hạ. Mùa thu gặt hái được thóc gạo đem về ăn uống, đến mùa xuân chẳng lo cấy cày, thì kết quả mùa hạ, mùa thu chẳng có lúa đâu thu hoạch. Cũng vậy, ta đi trước có thu phước lành, nên đời này hưởng quả tốt đẹp. Nếu bây giờ ta lại không tiếp tục đi tu phước bố thí nữa thì đời sau lấy chi thọ hưởng? Nghĩ vậy, Điền Sát Quan mở kho đem tiền bạc lụa là bố thí cho toàn dân, và vua cũng ra lệnh cho 8 vạn 4 ngàn vua kia cũng mở kho chuẩn bần bố thí. Mệnh lệnh được truyền đi khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê, hay hang cùng ngõ hẻm nào cũng biết là ngày ấy vua sắp xuất kho bố thí, nên mọi người kéo đến kinh thành đông như kiến cỏ. Người mạnh cõng kẻ yếu, người sáng dắt kẻ mù, lần lượt nhà vua phân cấp tiền gạo áo quần đầy đủ. Từ đó muôn dân được an nhàn hỷ xả. Danh đức nhà vua lừng lẫy, tiếng khen đồn khắp 4 phương. Thì cũng thời đó có một ông vua nước nhỏ
ở bên cạnh tên là Tỳ Ma Tư Na. Thấy nhân dân ca tụng và cảm phục oai đức, vua Chiên Đàn Bà La Tỳ sanh lòng ganh ghét, ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Ông thầm nghĩ mưu toan sát hại. Nếu ông không tiêu diệt được lão vua kia, oai danh vang lừng trời đất. Như vậy ta làm sao hiển danh trời đất? Như vậy ta làm sao hiển đạt cho được? Nghĩ xong, ông liền thi hành ngay độc kế, ra lệnh triệu tập hết thảy các thầy Bà La Môn trong nước. Nhà vua kính trọng cúng dường lễ bái. Sao rồi vua trình bày: thưa các thầy Sa Môn, tôi có một việc đáng lo đến nỗi ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Quý ngài có kế chi để giải quyết cho chăng? Tâu bệ hạ, có việc chi xin cứ nói. Nếu giúp được chúng tôi sẽ giúp. Thưa các ngài, hiện nay vua Chiên Đàn Bà La Tỳ được muôn phương mến phục, phúc đức lớn lao. Đó là điều đáng ngại cho tôi về sau này. Vậy các ngài có phép chi cứu giúp giùm tôi để trừ khử ông vua ấy? Tâu bệ hạ, vua Đàn Bà Bà La Tỳ là người có đức lớn. Thương dân như thương con, dân coi vua như bậc cha mẹ. Chúng tôi nỡ lòng nào mưu tâm sát hại, thà chịu chết chớ không bao giờ giết người hiền lương. Nói xong, tất cả Bà La Môn đều kéo nhau về. Vua Tỳ Ma Tư Na cảm thấy bực mình vì công đức chẳng như ý, liền hạ chiếu cho toàn nước biết. Ai có khả năng lấy đầu của vua Đàn Bà La Kỳ thì mang về đây. Vua sẽ gả con gái và phân nửa nước cho cai trị. Thời đó có một người đàn bà môn tên là Lao Độ Sai, tu luyện ở núi, nghe vua ra chuyện như vậy